Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Chương 4. Đức Giê-hô-va phán: Hỡi Israel, nếu ngươi trở về cùng ta, nếu trở về cùng ta và nếu ngươi bỏ những việc gớm ghiếc khỏi trước mắt ta, thì ngươi sẽ chẳng bị dời đi nữa. Ngươi sẽ lấy sự thật thà, ngay thẳng, công bình mà thề rằng: Thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, các nước sẽ được phước bởi Ngài và vinh hiển trong Ngài. Vả Đức Giê-hô-va phán cùng người Giu-đa và cùng Giê-ru-sa-lem như vậy: Hãy cày mở ruộng mới các ngươi, chớ gieo trong gai gốc. Hỡi các ngươi là người Giu-đa và dân cư Giê-ru-sa-lem, hãy tự cắt bì mình cho Đức Giê-hô-va và cất dương bì khỏi lòng ngươi. Bằng chẳng vậy, cơn giận ta sẽ phừng lên như lửa, đốt cháy các ngươi, không ai dập tắt được vì việc ác các ngươi đã làm. Hãy rao ra trong Giu-đa, hãy truyền trong Giê-ru-sa-lem rằng: Hãy thổi kèn trong đất, hãy kêu lớn tiếng rằng: Khá nhóm nhau lại và đi vào các thành bền vững. Khá dựng cờ hướng về Si-ôn, hãy trốn đi đừng dừng lại. Vì ta khiến từ phương Bắc đến một tai nạn, tức là một sự hư hại lớn. Sư tử ra từ rừng nó, kẻ hủy diệt các nước bắt đầu ra đi khỏi chỗ mình, đang làm cho đất ngươi ra hoang vu, các thành ngươi trở nên gò đống và không có người ở. Vậy nên, các ngươi hãy thắt bao gai, khóc và than thở, vì cơn giận phừng phừng của Đức Giê-hô-va chưa lìa khỏi chúng ta đâu. Đức Giê-hô-va phán: Trong ngày đó, vua và các quan trưởng sửng sốt trong lòng, các thầy tế lễ bỡ ngỡ, các kẻ tiên tri lấy làm lạ. Bây giờ tôi nói: Ôi hỡi Chúa Giê-hô-va, thật Ngài đã phỉnh dân này và Jerusalem lắm mà nói rằng các ngươi sẽ được bình an. Những lưỡi gươm đã thấu đến sự sống. Trong thời đó sẽ nói cùng dân này và Jerusalem rằng: Gió nóng đến từ các gò trọi nơi đồng vắng, thổi trên con gái dân ta, nhưng chẳng dùng để dê lúa được và cũng chẳng làm cho sạch được. Lại có gió lớn hơn nữa vì ta mà đến. Nay ta sẽ rao sự đoán xét nghịch cùng chúng nó. Này, nó sẽ lên như một đám mây, xe cổ nó dường cơn gió lốc, ngựa nó lẹ như chim ưng. Khốn cho chúng ta vì bị hủy diệt. Hỡi Jerusalem, hãy làm sạch hết điều ác trong lòng ngươi, hầu cho ngươi được cứu. Ngươi nuôi những ý tưởng gian ác trong lòng cho đến chừng nào? Vì có tiếng đến từ đất Đan, từ gò Ephraim rao truyền tai vạ. Hãy báo cho các nước, hãy rao cho Jerusalem rằng: Kẻ vây hãm từ phương xa mà đến và kêu la nghịch cùng các thành Giu-đa. Chúng nó vây Jerusalem như kẻ giữ ruộng, vì thành ấy đã nổi loạn nghịch cùng ta. Đức Giê-hô-va phán vậy. Đó là những sự mà đường lối và việc làm của ngươi đã chuốc lấy cho ngươi. Đó là sự gian ác ngươi. Thật, sự ấy là cay đắng, thấu đến trong lòng ngươi. Ôi, tôi đau lòng, đau lòng. Cơn đau đớn quặn thắt lòng tôi. Lòng đang bối rối trong tôi. Tôi không thể làm thinh. Hỡi linh hồn tôi, vì mày nghe giọng kèn và tiếng giặc giả, hủy diệt càng thêm hủy diệt, báo tin chẳng dứt, cả đất bị phá tán, nhà tạm tôi thình lình bị hủy, màn chán tôi bỗng chốc bị hư. Tôi sẽ thấy cờ và nghe tiếng kèn cho đến chừng nào? Thật, dân ta là ngu muội, chúng nó chẳng nhìn biết ta. Ấy là những con cái khờ dại không có trí khôn, khéo làm điều ác mà không biết làm điều thiện. Tôi xem đất, này là vô hình và trống không.
xem các tầng trời thì không có sự sáng. Tôi xem các núi thấy đều rung động, mọi gò đều lung lay. Tôi xem chẳng còn một người, hết thảy chim trời đều trốn tránh. Tôi xem thấy ruộng tốt đã trở nên đồng vắng, hết thảy các thành đều bị hủy phá trước mặt Đức Giê-hô-va bởi cơn nóng giận của Ngài. Vì Đức Giê-hô-va phán như vậy, cả đất sẽ hoang vu, nhưng ta không diệt hết. Bởi cớ đó, đất sẽ sầu thảm, các tầng trời sẽ tối đen, vì ta đã phán, đã định, thì chẳng đổi ý, chẳng xây lại. Nghe tiếng ồn lính kỵ và lính bắn cung, thì hết thảy các thành đều chạy trốn, núp trong rừng cây, leo lên vần đá. Các thành đều bị bỏ, chẳng có người ở. Còn ngươi, khi đã bị phá hủy thì sẽ làm gì? Ngươi dầu có mặc áo màu tím, trang sức đồ vàng, lấy mực vẽ mắt, làm cho mình ra đẹp cũng là vô ích. Người yêu ngươi cũng khinh ngươi mà đòi sự sống của ngươi. Vì ta nghe tiếng như tiếng đàn bà đẻ, tiếng thảm thương như tiếng đàn bà đẻ con so. Ấy là tiếng con gái Sion thở và giang tay ra mà rằng: khốn nạn cho tôi, linh hồn tôi đã ngất đi trước mặt kẻ giết người. Chương 5. Hãy đi dạo các đường phố Jerusalem và nhìn xem. Hãy dò hỏi tìm kiếm nơi các chợ, thử có thấy một người chăng? Nếu có một người làm sự công bình, tìm sự trung tín, thì ta sẽ tha thứ cho thành ấy. Dầu chúng nó nói rằng: thật như Đức Giê-hô-va hằng sống, ấy cũng là thề dối. Hỡi Đức Giê-hô-va, há chẳng phải mắt Ngài đoái xem sự trung tín sao? Ngài đánh chúng nó chẳng biết lo buồn. Ngài diệt đi, chúng nó chẳng chịu dạy dỗ. Chúng nó tự làm cứng mặt mình hơn vần đá, chẳng khứng trở lại. Tôi bèn nói, đó thật là kẻ nghèo hèn ngu muội, vì không biết đường lối của Đức Giê-hô-va, luật pháp của Đức Chúa Trời mình. Tôi sẽ đến cùng những người sang trọng mà nói với họ, vì họ biết rõ đường lối của Đức Giê-hô-va, sự công bình của Đức Chúa Trời mình. Song những người này hiệp ý cùng nhau mà bẻ ách dứt dây. Vậy nên sư tử trong rừng sẽ giết họ đi, muôn sói nơi sa mạc diệt họ đi. Beo đương rình ngoài thành họ, hễ ai ra khỏi đó sẽ bị cắn xé. Vì tội lỗi của họ rất nhiều, sự bội nghịch của họ càng thêm. Ta tha thứ ngươi sao được? Các con trai ngươi đã lìa bỏ ta, thề bởi những thần không phải là thần. Ta đã khiến chúng nó ăn no, mà chúng nó thì phạm tội tà dâm, nhóm nhau cả lũ trong nhà đĩ. Chúng nó cũng như con ngựa mập chạy lung, mỗi một người theo sau vợ kẻ lân cận mình mà hí. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ chẳng thâm phạt vì những sự đó hay sao? Thần ta há chẳng trả thù một nước như vậy hay sao? Hãy leo lên những vách tường nó và phá đổ đi, nhưng đừng diệt hết. Hãy tỉa bỏ những nhánh nó vì chẳng thuộc về Đức Giê-hô-va. Vì nhà Israel và nhà Giu-đa đã dùng cách quỷ quyệt đối với ta, Đức Giê-hô-va phán vậy. Chúng nó đã chối bỏ Đức Giê-hô-va và nói rằng chẳng phải là Ngài. Hoạn nạn sẽ chẳng lâm trên chúng ta sẽ chẳng gặp gươm dao đói kém. Các đấng tiên tri sẽ trở nên gió, đạo chẳng ở trong họ, họ sẽ gặp phải như vậy. Vậy nên Giê-hô-va Đức Chúa Trời vạn quân phán như vậy: vì các ngươi đã nói lời đó, này, ta sẽ khiến lời ta nên như lửa trong miệng ngươi, dân này sẽ như củi, và lửa ấy sẽ nuốt nó. Đức Giê-hô-va phán, hỡi nhà Israel, ta sẽ khiến một dân tộc mạnh, tức một dân tộc cũ, một dân tộc mà ngươi chẳng biết tiếng, chẳng hiểu lời, từ phương xa đến nghịch cùng ngươi. Cái bao tên nó giống như mồ mả mở ra, chúng nó đều là mạnh bạo. Nó sẽ ăn mùa màng và bánh ngươi, là vật mà con trai con gái ngươi phải ăn. Nó sẽ ăn bầy chiên và bầy bò ngươi, ăn cây nho và cây vả ngươi.
nó sẽ lấy gươm hủy phá các thành vững bền của ngươi, là nơi mà ngươi trông cậy. Đức Giê-hô-va phán, dầu vậy cũng trong những ngày đó, ta sẽ chẳng diệt hết các ngươi đâu. Xảy ra khi các ngươi nói rằng, sao Giê-hô-va Đức Chúa Trời chúng tôi đã làm mọi sự này cho chúng tôi? Thì ngươi khá bảo chúng nó rằng, như các ngươi đã lìa bỏ ta và hầu việc các thần ngoại trong đất mình thế nào, thì các ngươi cũng sẽ hầu việc các dân ngoại trong một đất chẳng thuộc về mình thế ấy. Hãy rao những lời này cho nhà Gia-cốp, hãy truyền ra trong Giu-đa nói rằng, hỡi dân ngu muội và không hiểu biết, là dân có mắt mà không thấy, có tai mà không nghe kia, hãy nghe điều này. Đức Giê-hô-va phán, các ngươi chẳng kính sợ ta, chẳng run rẩy trước mặt ta sao? Ta là đấng đã lấy cát làm bờ cõi biển bởi một mạng lệnh đời đời không vượt qua được. Sóng biển dầu động cũng không thắng được, biển dầu gầm rống cũng không qua khỏi nó. Nhưng dân này thì lại có lòng ngoan ngạnh và bạn nghịch, hết thảy đều dấy loạn và đi. Chúng nó chẳng nói trong lòng rằng, chúng ta hãy kính sợ Giê-hô-va Đức Chúa Trời mình, tức là đấng tùy thời ban cho mưa đầu mùa và mưa cuối mùa, lại vì chúng ta giữ các tuần lễ nhất định về mùa gặt. Sự gian ác các ngươi đã làm cho những sự ấy xa các ngươi, tội lỗi các ngươi ngăn trở các ngươi được phước. Vì trong vòng dân ta có những kẻ ác, chúng nó hay rình rập như người nhử chim, gài bẫy giăng lưới mà bắt người ta. Nhà chúng nó đầy sự dối trá, cũng như lồng đầy chim vậy. Vì đó chúng nó trở nên lớn và giàu, chúng nó mập béo và mỡn mờ. Sự hung ác chúng nó quá đỗi, chẳng xét lẻ cho kẻ mồ côi hầu cho được thạnh lợi. Chúng nó chẳng làm sự công bình cho kẻ nghèo. Đức Giê-hô-va phán, ta sẽ chẳng thâm phạt về những sự ấy sao? Thần ta chẳng trả thù một nước dường ấy sao? Trong đất này đã xảy ra sự lạ lùng đáng gớm. Những kẻ tiên tri nói tiên tri dối, các thầy tế lễ bởi đó mà cầm quyền, dân ta đều lấy làm ưa thích. Khi đến cuối cùng, các ngươi sẽ làm thế nào? Chương 4. Vả, Đức Thánh Linh phán tỏ tường rằng, trong đời sau rốt, có mấy kẻ sẽ bội đạo mà theo các thần lừa dối và đạo lý của quỷ dữ, bị lầm lạc bởi sự giả hình của giáo sư dối là kẻ có lương tâm đã lì. Họ sẽ cấm cưới gả và biểu kiêng các thức ăn Đức Chúa Trời đã dựng nên cho kẻ có lòng tin và biết lẽ thật, tạ ơn mà dùng lấy. Và mọi vật Đức Chúa Trời đã dựng nên đều là tốt lành cả, không một vật chi đáng bỏ, miễn là mình cảm ơn mà ăn lấy thì được. Vì nhờ lời Đức Chúa Trời và lời cầu nguyện mà vật đó được nên thánh. Con giải tỏ các việc đó cho anh em, thì con sẽ nên kẻ giúp việc ngay lành của Đức Chúa Jesus Christ, được nuôi bởi các lời của đức tin và đạo lý lành mà con đã theo. Những lời hư ngụy phàm tục, giống như chuyện bịa các bà già, thì hãy bỏ đi và tập tành sự tin kính. Vì sự tập tành thân thể ích lợi chẳng bao lâu, còn như sự tin kính là ích cho mọi việc, vì có lời hứa về đời này và về đời sau nữa. Ấy đó là một lời nói chắc chắn, đáng đem lòng tin trọn vẹn mà nhận lấy. Và nếu chúng ta khó nhọc và đánh trận, ấy là đã để sự trông cậy ta trong Đức Chúa Trời hằng sống. Ngài là cứu Chúa của mọi người, mà nhất là của tín đồ. Kìa là điều con phải rao truyền và dạy dỗ, chứ để người ta khinh con vì trẻ tuổi. Nhưng phải lấy lời nói, nết làm, sự yêu thương, đức tin và sự tinh sạch mà làm gương cho các tín đồ. Hãy chăm chỉ đọc sách, khuyên bảo, dạy dỗ cho đến chừng ta đến. Đừng bỏ quên ơn ban trong lòng con, là ơn bởi lời tiên tri nhân hội trưởng lão đặt tay mà đã ban cho con vậy. Hãy săn sóc chuyên lo những việc đó, hầu cho thiên hạ thấy sự tấn tới của con. Hãy giữ chính mình con và sự dạy dỗ của con, phải bền đổ trong mọi sự đó, vì làm như vậy thì con và kẻ nghe con sẽ được cứu. Chương 5.
chết của nặng người già cả. Nhưng hãy khuyên dỗ họ như cha, còn kẻ trẻ thì như anh em. Đàn bà có tuổi cũng như mẹ, bọn thiếu nữ như chị em, mà phải lấy cách thanh sạch trọn vẹn. Hãy kính những đàn bà quá thật là quá. Nhưng nếu bà quá có con hoặc cháu, thì con cháu trước phải học làm điều thảo đối với nhà riêng mình và báo đáp cha mẹ, vì điều đó đẹp lòng Đức Chúa Trời. Người thật quá ở một mình đã để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, ngày đêm bền lòng cầu nguyện nài xin. Nhưng về phần kẻ ưa sự vui chơi thì dẫu sống cũng như chết. Hãy nhắc lại những điều đó cho họ, hầu cho họ không chỗ trách được. Ví bằng có ai không săn sóc đến bà con mình, nhất là không săn sóc đến người nhà mình, ấy là người chối bỏ đức tin, lại xấu hơn người không tin nữa. Cho được ghi tên vào sổ đàn bà quá thì người đàn bà phải đủ 60 tuổi, vốn chỉ có một chồng mà thôi. Phải là người được tiếng khen vì việc phước đức mình, như đã nuôi con cái, đãi đằng khách lạ, rửa chân thánh đồ, cứu giúp kẻ khốn nạn và làm đủ các việc phước đức. Nhưng hãy từ chối những đàn bà quá còn trẻ quá, vì lúc thú vui xui họ lìa khỏi đấng Christ thì họ muốn lấy chồng, bội lời thể ước ban đầu mà chuốc lấy điều quở trách vào mình. Đó là vì họ hay ở không, quen thói chạy nhà này sang nhà khác. Nào những họ ở không thôi đâu, lại còn thầy lay thóc mách hay nói những việc không đáng nói nữa. Vậy, ta muốn những gái quá còn trẻ nên lấy chồng, sanh con cái, cai trị nhà mình, khỏi làm cớ cho kẻ thù nghịch nói xấu. Vì đã có một vài bà quá bội đi mà theo quỷ Satan. Nếu tín đồ nào có đàn bà quá trong nhà mình thì phải giúp đỡ họ, cho khỏi lụy đến hội thánh, hầu cho hội thánh có thể giúp đỡ những người thật quá. Các trưởng lão khéo cai trị hội thánh thì mình phải kính trọng bội phần, nhất là những người chịu chức rao giảng và dạy dỗ. Vì Kinh Thánh rằng, người chớ khớp miệng con bò đương đạp lúa, và người làm công thì đáng được tiền công mình. Đừng chấp một cái đơn nào kiện một trưởng lão mà không có hai hoặc ba người làm chứng. Kẻ có lỗi hãy quở trách họ trước mặt mọi người để làm cho kẻ khác sợ. Trước mặt Đức Chúa Trời, trước mặt Đức Chúa Jesus Christ và trước mặt các thiên sứ được chọn, ta răn bảo con giữ những điều đó. Đừng in trí trước, phàm việc gì cũng chớ tây vị bên nào. Đừng vội vàng đặt tay trên ai, chớ hề nhúng vào tội lỗi kẻ khác. Hãy giữ mình cho thanh sạch. Đừng chỉ uống nước luôn, nhưng phải uống một ít rượu vì cớ tỳ vị con, và con hay khó ở. Có người thì tội lỗi bị bày tỏ và chỉ người đó ra trước khi phán xét, còn có người thì sau rồi mới bị bày tỏ ra. Các việc lành cũng vậy, có việc thì bày ra, lại có việc thì không bày ra, mà sau rồi cũng không giấu kín được. Chương 6. Hết thảy những kẻ dưới ách đầy tớ phải coi chủ mình là đáng trọng mọi đàng, hầu cho danh hiệu và đạo lý của Đức Chúa Trời khỏi bị làm trò cho người phạm thượng. Ai có chủ là tín đồ thì không nên lấy cớ anh em mà khinh dễ, nhưng phải càng hầu việc hơn, vì kẻ được công của mình là tín đồ và người rất yêu dấu. Đó là điều con phải dạy dỗ khuyên bảo họ. Ví thử có người dạy dỗ đạo khác không theo lời có ích của Đức Chúa Jesus Christ chúng ta và đạo lý theo sự tin kính, thì người đó là lên mình kiêu ngạo, không biết chi hết, nhưng có bệnh hay gạn hỏi cãi lẫy, bởi đó sanh sự ghen ghét, tranh cạnh, dèm chê, nghi ngờ xấu xa, cùng những lời cãi lẽ hư không của kẻ có lòng hư xấu, thiếu mất lẽ thật, coi sự tin kính như là nguồn lợi vậy. Và sự tin kính cùng sự thỏa lòng, ấy là một lợi lớn. Vì chúng ta ra đời chẳng hề đem gì theo, chúng ta qua đời cũng chẳng đem gì đi được. Như vậy, miễn là đủ ăn đủ mặc thì phải thỏa lòng. Còn như kẻ muốn nên giàu có, ắt xa vào sự cám dỗ, mắc bẫy dò, ngã trong nhiều sự tham muốn vô lý thiệt hại kia, là sự làm đắm người ta vào sự hủy diệt hư mất. Bởi chưng sự tham tiền bạc là cội rễ mọi điều ác. Có kẻ vì đeo đuổi nó mà bội đạo, chuốc lấy nhiều điều đau đớn. Nhưng hỡi con là người của Đức Chúa Trời, hãy tránh những sự đó đi, mà tìm điều công bình, tin kính, đức tin,
yêu thương, nhịn nhục, mềm mại. Hãy vì đức tin mà đánh trận tốt lành, bắt lấy sự sống đời đời là sự mà con đã được gọi đến, và vì đó mà con đã làm chứng tốt lành trước mặt nhiều người chứng kiến. Trước mặt Đức Chúa Trời là đấng ban sự sống cho mọi vật, và trước mặt Đức Chúa Giêsu Christ là đấng làm chứng tốt nơi buôn Sơ Phi Lát. Ta khuyên con phải giữ điều răn, ở cho không vết tích và không chỗ trách được, cho đến kỳ sự hiện ra của Đức Chúa Giêsu Christ chúng ta, là sự mà đấng chủ tể hạnh phước và có một đến kỳ sẽ tỏ ra, là vua của mọi vua, chúa của mọi chúa, một mình Ngài có sự không hề chết, ở nơi sự sáng không thể đến gần được, chẳng người nào từng thấy Ngài và cũng không thấy được. Danh vọng và quyền năng thuộc về Ngài đời đời. Amen. Hãy răn bảo kẻ giàu ở thế gian này, đừng kiêu ngạo và đừng để lòng trông cậy nơi của cải không chắc chắn, nhưng hãy để lòng trông cậy nơi Đức Chúa Trời, là đấng mỗi ngày ban mọi vật dư dật cho chúng ta được hưởng. Hãy răn bảo họ làm điều lành, làm nhiều việc phước đức, kiếp ban phát và phân chia của mình có. Vậy thì dồn chứa về ngày sau một cái nền tốt và bền vững cho mình, để được cầm lấy sự sống thật. Hỡi Timôthê, hãy giữ lấy sự giao phó đã nấy cho con, tránh những lời hư không phàm tục và những sự cãi lẽ bằng tri thức ngụy xưng là tri thức. Ấy vì muốn luyện tập tri thức đó nên có người bội đạo. Nguyện xin ân điển ở cùng các anh em. Thi Thiên 62. Linh hồn tôi nghỉ an nơi một mình Đức Chúa Trời, sự cứu rỗi tôi từ Ngài mà đến. Một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động nhiều. Các ngươi xông vào một người cho đến chừng nào đặng chung nhau đánh đổ người như một cái vách nghiêng, khác nào một rào hầu ngã. Chúng nó chỉ bàn bạc đánh đổ người khỏi cao vị người. Họ ưa chuộng điều dối giả, lấy miệng mình chúc phước, nhưng trong lòng thì rủa xả. Hỡi linh hồn ta, hãy nghỉ an nơi Đức Chúa Trời, vì sự trông cậy ta ở nơi Ngài. Chỉ một mình Ngài là hòn đá tôi, sự cứu rỗi tôi, và là nơi ẩn náu cao của tôi sẽ chẳng bị rúng động. Sự cứu rỗi và sự vinh hiển tôi ở nơi Đức Chúa Trời. Hòn đá về sức lực tôi và nơi nương náu mình cũng đều ở nơi Đức Chúa Trời. Hỡi ba tánh, khá nhờ cậy nơi Ngài luôn luôn, hãy dốc đổ sự lòng mình ra tại trước mặt Ngài. Đức Chúa Trời là nơi nương náu của chúng ta. Quả thật, người hạ lưu chỉ là hư không, người thượng đẳng chỉ là dối giả. Nhắc để trên cân, chúng nó chỏng lên, chúng nó hết thảy nhau đều nhẹ hơn sự hư không. Chớ nhờ cậy sự hà hiếp, cũng đừng để lòng trông cậy nơi sự trộm cướp, vì uổng công. Nếu của cải thêm nhiều lên, chớ đem lòng vào đó. Đức Chúa Trời có phán một lần, tôi có nghe sự này hai lần, rằng sự quyền năng thuộc về Đức Chúa Trời. Vả lại, hỡi Chúa, sự nhân từ thuộc về Chúa, vì Chúa trả cho mọi người tùy theo công việc của họ. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết, Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giêsu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng, phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báo của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác. Hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn.
Xin Chúa thêm lên sự sức giàu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về Gmail dưỡng linh cơ đốc 2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.